Hi, Hiếu chào mọi người nha. Thì trước mặt mọi người đây là con Aplex 125 phiên bản đặc biệt đời 2025 luôn nha. Đó thì trước đây thì cái này mình thấy nó sẽ không có cái màu này ở phân khúc 125. 125 nó chỉ có màu đen nhám nè, rồi màu xanh và màu đỏ. Và tới tận bây giờ thì Honda họ sẽ ra thêm vài cái màu mới để cho khách hàng mình dễ lựa chọn hơn về cái phần màu sắc. Đó. Về phần thay đổi về động cơ hay là khung sườn hay là mẫu mã thì Hiếu nhìn thấy là nó sẽ không có thay đổi gì, nó y chang như đời cũ luôn, chỉ phần phối màu lại thôi nha. Về giá cả thì hiện tại nó cũng đang nằm mốc giá cũ là khoảng 42-43 triệu thôi, nó cũng không có tăng cao. Nhưng mà khi mà về tới hết rồi, không biết là cái giá nó sẽ theo thị trường như thế nào nữa. Thì đến lúc mà xe nó đã chính thức bán ra là ngày 16 tháng 6 á, có giá bán lẻ rồi, Hiếu sẽ quay lên chi tiết để cho anh chị mình cùng tham khảo về cái giá chính xác tại thời điểm đó nha. Rồi đây là cái màu đen bóng đó, trước đây cũng không có màu này, bây giờ nó ra thêm màu này rất là đẹp luôn, dành cho các anh em nào mà thích. Hồi trước á, có màu đen nhám mà đi kiếm đen bóng 125 không có, thì bây giờ nó có rồi. Mà cái này nhìn chung thì nó sẽ giống như cái con Aplex 160 nha. 160 hồi trước á, nó có màu đen bạc như thế này, bây giờ nó ra thêm phân khúc 125 đó, nó xào qua xào lại vậy thôi chứ không có thay đổi gì nhiều. Còn về cái tin đồn là Aplex nó có thắng ABS trang bị ở bánh sau thì cái đó là không có nha. Thắng ABS bánh sau thì Aplex này nó không có trang bị, nó vẫn là thắng tăng chống bình thường. ABS chỉ trang bị trên hệ thống phanh trước, và đối với phiên bản 160 phân khối, 125 nó sẽ không có ABS luôn. Còn đây là cái màu đỏ đen, thì đỏ đen này cũng phối lại đỏ đen bạc, nó nhìn nó hơi lạ hơn chút xíu thôi, chứ đỏ đen hồi trước đó, mặt nạ nó màu đen luôn, nó nhìn hơi là lạ chút xíu chứ không có gì mới nha. Rồi thì anh em nào đang thích mẫu Aplex này thì có thể đưa ra nhiều sự lựa chọn, nhiều màu cho mình lựa chọn luôn. Đó, xanh nhám có nè, rồi đen bóng có, đỏ có, rồi xám xi măng là màu mới nhất. Anh em nào thích thì cứ ghé trực tiếp hết sau ngày 16 tháng 6 để mình xem chi tiết xe cũng như là nhận một cái giá ưu đãi nhất nha.